Đây có này, hôm nay đến từ rất sớm đến đi cùng thầy Minh Đệ. Đây. À, chú ơi, có thể cho em hỏi một xíu được không ạ? À, chú ở đâu đến ạ? Ý là chú ở đâu, chú có thể cho em biết được ý là chú ở đâu đến mà đi cùng thầy Minh Tuệ á? Phú Quốc ạ. Ý là có điều gì hay sao mà không chia sẻ được ạ? Không có gì đâu. À vâng, thì ý là cho em hỏi vài câu thôi. Cho em đứng cho em hỏi vài câu thôi. Rồi, à, chú đi từ Phú Quốc đến đây ạ. Ý là làm sao chú lại biết được thầy Minh Tuệ mà đến đây để đi cùng thầy ạ? Giờ cũng khó tại ý là bây giờ chú có điều gì đó khó nói hay sao thì chú cứ nói, bởi vì là đi cùng thầy thì bây giờ rất nhiều người, nhưng mà ý là chú có điều gì thắc mắc hay sao mà chú không dám chia sẻ đâu, thắc mắc à, vậy thì chú có thể chia sẻ sư tu chân chính thì mình học theo cái hạnh của sư thôi. Dạ nhưng mà trước đây chú đã từng tu hay là đã từng học theo Phật pháp chưa ạ? Dạ có. Có, vâng, ý là này... chú cứ đứng lại để chia sẻ cho cháu một chút xíu. Thôi, về là về được rồi. Ý là sao chú có thể là chia sẻ cháu một chút xíu chứ chú ngại điều gì ạ? Ý là chú ngại điều gì không ạ? Không. Hay là chú quay... Chú nói là tối nay là chú có ở đây với sư Minh Tuệ. Có. À, anh vệ sĩ á, anh đi theo sư Minh Tuệ nói là hả, hồi tối giờ anh ở đây đâu có thấy chú đâu. À, anh là... Ý là chú... Ý là chú cứ đứng đây chứ sao chú có phải sợ thế? Ý là chú có sợ điều gì không? Đâu có sợ gì. Thế thì chú cứ đứng ở đây chú chia sẻ bọn cháu một xíu chứ có gì đâu mà chú cứ phải sợ vậy. Ý là cháu chỉ muốn hỏi thôi. Cháu chỉ muốn hỏi chú vài câu thôi chứ bây giờ chú có thể đứng lại cho cháu hỏi một xíu. Dạ, chú cháu hỏi vậy là chú đi đến gặp thầy Minh Tuệ này thì chú có gia đình chưa? Gia đình vợ con chú bây giờ đang làm gì ở đâu ạ? À, có thể là chú này hơi ngại chia sẻ mọi người nhá. Đây, chú này hơi ngại chia sẻ nhá. Đó, em thấy mọi người là nếu như mà bình thường thì có thể là chú sẽ không ngại đâu. Không biết là có điều gì không mà hôm nay chú thì hơi ngại chia sẻ. Chú có thể đứng lại cho cháu hỏi chú vài câu đã. Rồi, hôm nay có một chú đòi đi cùng thầy Minh Tuệ nhưng mà có thể nói là anh em phỏng vấn thì chú cũng không muốn trả lời. Không biết vì một cái lý do nào đó hay không mà bây giờ thì chú cũng chỉ có lẳng chắn. Mà không biết có điều gì đó hay không. Rồi, đây chú này thì nghe đâu là chú ở Phú Quốc đến đây ạ? Chú ở Phú Quốc đến đây ạ? Đúng rồi. À vâng, hôm nay vì sao chú lại biết được thầy Minh Tuệ mà chú đến đây để đi cùng thầy ạ? Để cho tụi con hỏi đưa lời được không? Chú đang muốn né ông kính. Thế là sao chú lại né ông kính ấy? Chú có thể cho cháu chia sẻ một chút thôi. Được rồi. Ý là cháu để chia sẻ bởi vì bây giờ đi cùng thầy bây giờ không biết ai vào ai. Bây giờ chú cứ đòi đi cùng, bây giờ bọn cháu chú vào đấy như thế nào đấy là sao bọn cháu biết được? Nên là cháu chỉ muốn hỏi, cháu rất là tôn trọng chú. Nên là cháu muốn hỏi chú, cháu xin phép chú là chú cho cháu xin phép cho hỏi vài câu thôi. Là chú đi theo thầy Minh Tuệ như thế này là vì cái nguyện vọng của chú hay là sao ạ? Nguyện vọng xuất gia theo sư và sư đại tu chân chính. Vâng, à là sư đại. À là theo chú chia sẻ là thầy Minh Tuệ là tu chân chính nên là chú đi theo. Và chú biết sư Minh Tuệ ở từ đâu ạ? Cộng đồng mạng đưa lên YouTube. Vâng, là cộng đồng mạng đưa lên YouTube nên là chú mới biết. Vâng, chú ở bên ngoài thì các thầy chưa xong mà. Ủa, anh vệ sĩ đưa chỗ này ra ngoài. Chưa xong mà. Chưa đâu. Không muốn trả lời nhưng mà cứ muốn vô bên trong không mà không biết cái lý do gì không. Anh đừng cho vô. Không biết có lý do gì không nhá, mọi người nhá. Đó. Đây. Ủa, nhưng mà lý do vì sao có sợ điều gì hay không mọi người? Không biết có điều gì không mà có nghĩa là sợ anh em quay. Không biết là có lý do gì không mà sao chú sợ anh em quay vậy? Ý là có điều gì không ạ? À? Ý là nhưng mà sao chú cứ phải lảng tránh như vậy? Gặp thầy có điều gì không? Chú lại muốn nhà. Chú có ý gì hay không? Nếu như mà chú có ý tốt thì chú chả có gì phải sợ anh em phỏng vấn cả. Cháu chỉ sợ là chú có cái điều gì đó không muốn chia sẻ hay là sợ mọi người nhà nhìn thấy hay là sợ ai nhận ra thì chú mới không dám chia sẻ chứ. Thì tu tốt thì chú cứ trả lời cho cháu xin phép cho phỏng vấn chú một xíu chứ mà cháu thấy chú cứ lảng tránh không hoặc là cháu thấy chú có điều gì đó khó nói đúng không ạ? Rồi bây giờ cháu hỏi. Khi đến đây là chú coi TV nhà cháu biết. Chú coi từ YouTube cho biết là thầy cho nên chú. Bây giờ cháu muốn nói với chú như thế này. Chú thấy rằng là cái con đường đi của thầy Minh Tuệ á nó gặp rất nhiều gian nan. Rồi những người hại thầy có, tốt có. Thì bây giờ chú không trả lời, chú cứ né né thì làm sao cháu biết được là chú tốt hay không? Mà trong khi đó đi cùng thầy Minh Tuệ thì hàng biết bao nhiêu người. Thì cháu chỉ muốn hỏi chú là chú đi trên cái con đường mà đi theo thầy Minh Tuệ này thì gia đình chú có biết không ạ? Tại vì tôi cha mẹ tôi mất rồi, tôi vâng. Tôi vợ tôi thôi rồi, giờ tôi sống mình ở Phú Quốc thôi. Ủa sao lại có vợ tôi thôi mà lại đi sống một mình ở Phú Quốc ạ? Là tôi đi bán đi làm từ thiện, vừa chạy xe ôm. Dạ vâng, vậy chú đi theo thầy Minh Tuệ thì chú có vợ chú có biết không ạ? Tôi chia tay lâu mười mấy năm rồi, ra tòa rồi, ông con rồi. Dạ vâng, vậy thì theo như chú chia sẻ là chú ở bên Phú Quốc thì hôm nay chú qua đây đi theo thầy Minh Tuệ. Là trước đây chú từng làm gì ạ?
làm từ thiện với chạy xe ôm. Thầy ôm, đó, vâng. Vậy thì chú đi tu theo thầy này thì chú có ý là trước đây chú đã từng học Phật, tôi đã từng tu theo một cái gì chưa mà giờ chú lại đi theo thầy Minh Tuệ? Có quy xích gia theo ở dưới chùa ở Vũng Tàu. Vâng, và chú di chuyển bằng cách nào để ra đây để gặp thầy hôm nay ạ? Đi xe đò ra. Vâng, và sao làm sao chú biết được thầy ở đây mà chú lại đến đây ạ? Tại cộng đồng mạng đưa lên. Vâng. Trong điện thoại. Vâng, rồi hôm nay chú cầm điện thoại đi không? Không, giờ không có đem gì theo chứ. Vâng, cho thấy chú cũng mang ít tiền này. Tiền. Rồi, và bây giờ là chú mong muốn là chú sẽ đi theo thầy Minh Tuệ để theo con đường tu học giống thầy Minh Tuệ. Nhưng mà theo như chú nghĩ là chú đến đây với cái mục đích thực sự của mình là đi để tu, là đi mình theo thầy hay là với một cái mục đích nào khác không, chú có thể chia sẻ? Theo thầy học đạo như là thôi chứ không, ngoài ra là không nghĩ gì hết. Vâng, nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều ngôi chùa, có rất nhiều nơi để tu mà sao chú lại chọn theo thầy Minh Tuệ mà lại không phải ở một nơi nào đó để tu? Tại vì thầy thích duyên, thích theo khổ hạnh theo sư thích Minh Tuệ. À, vâng, nên là chú đã đi chuyển từ trong đấy mà ra đây để có thể là gặp thầy. À, chú nói là chú đã gặp sư Minh Tuệ. Vậy sư Minh Tuệ đã nói gì với chú chưa? Với hôm chú vừa nói là chú chưa ở với sư Minh Tuệ là sao? Cái câu đó nó không rõ ràng. Chưa có gặp sư, tại giờ hôm sư ngồi thiền thì sáng nay mới xin thọ giới sư. Bây giờ mấy anh bảo vệ đó không cho vô. Chú gặp không phải là không bây giờ mới mà. Bây giờ phải gặp chú. Vậy hôm qua chú ở gần khu vực thì luôn hả? Sư ngồi về thiền đó, tôi ngồi sau lưng sư lúc dắt tôi ra rồi 11-12 giờ lúc rồi. Đó là vẫn lên được ở trên đây hả? À, ai cho chú lên? Ba huynh đệ là còn hai người kia nữa. À, hai người là chú đi cùng với ba người ạ? À? Ba người là cùng lên chung thôi chứ không ai ở gần ai, với một ông sư ở... Có phải một ông sư đeo khuyên tai phải không chú? Ông sư đó ở gì chi? Chi, một sư ở... Đà Lạt. Có phải là một ông sư mà áo vàng đúng không? Áo đeo khuyên tai đúng không? Đeo khuyên... Ông có chạy xe. À, cho cháu hỏi chú một xíu là lúc nãy từ nãy giờ sao chú cứ né tránh anh em quay á, là vì cái lý có điều gì không chú? Đâu có gì, tôi đâu làm gì bậy đâu, tôi phải sợ. Thì đấy, từ không... nãy giờ. Nhiều người. Vâng, chào tất cả mọi người nha, chào tất cả mọi người nha. Đây, bây giờ thầy Minh Tuệ thì đang ở trên đỉnh đồi thông mọi người ạ. Đấy, ở phía bên kia thì bà con tập trung rất đông. Mọi người đấy, mới sáng sớm 5 giờ sáng nhá, nhưng mà ở đây phải tầm có cả hàng vài trăm cả ngàn người rồi. Đây, đây là thầy Minh Tuệ mọi người nhá. Đó, thầy có mặt rất sớm ở trên đỉnh đèo, là bây giờ thì cũng có thể nói mọi người rằng là đang ở trên đồi thông ấy, nên là các thầy thì cũng đang nghỉ ngơi. Dạ dạ. Đó, thì thầy vừa thay y xong thì bọn em mới quay á mọi người, còn thầy nếu mà thầy có thay y đi vệ sinh thì bọn em sẽ không quay đâu. Đó, thầy cũng thay y xong rồi đang đứng nghỉ á, thì lúc nào mà thầy khất thực buổi sáng thì em sẽ không quay nữa. Đó mọi người nhé, còn bây giờ thì thầy cũng vừa thay y xong thì em mới quay vào đây để quay. Còn khi nào mà thầy thay y đi vệ sinh thì bọn em sẽ tự biết ý là đi ra bên ngoài á, nên là bà con cũng không phải lo nhá. Đó, còn bây giờ thì mọi người có thể thấy là thầy đang đứng ở bên một cây thông. Đó, và hôm nay thì chắc chắn là thầy cũng sẽ tiếp tục di chuyển đến một địa phận mới của tỉnh Quảng Bình. Hôm nay thì chắc chắn với mọi người rằng là có thể đến Quảng Trị nhá, bởi vì còn tầm mấy chục cây đó thôi, đã đến địa phận của tỉnh Quảng Trị rồi. Và trời thì hôm nay rất đẹp, không có mưa thì thầy sẽ đi được nhanh hơn. Đó, đây thầy Minh Tuệ mọi người thấy không ạ? Đó, buổi sáng sớm nhá, trên một đồi thông. Thầy hôm qua cũng đã tá túc ở đây một đêm. Đây cho em cho mọi người xem này. Đó, thầy Minh Tuệ đang bước vô mọi người nhá. Rồi. Rồi, thầy đang bước vô. Con chào thầy ạ. Chào thầy. Đây, mọi người thấy thầy Minh Tuệ nhá. Đây, thầy đang đi vô bên trong. Đó, thầy vô bên trong thì có thể là hôm nay bà con ấy thì sẽ được hữu duyên đảnh lễ thầy, rồi là khất thực đồ ăn. Đó. Đó. Anh à, thầy đang đứng ở bên trong mọi người nhé. Thì sáng nay không biết là mấy giờ thì thầy sẽ di chuyển. Bây giờ cậu ơi, đứng ngoài đi cậu ơi. Biết rồi thì chú cứ bảo đợi chứ vợ giờ ai cũng giờ này giờ có sư làm chứng liền cái đạp đâu. Mình cứ làm gương đi, mình đi theo thầy thì mình làm gương trước đi. À chú anh là đi đi theo thầy Minh Tuệ ạ.
Anh bước ra luôn đi để mấy người khác người ta bắt trước theo nữa.